vậy là Apple đã chính thức vén màn toàn bộ sản phẩm di động của họ trong năm nay, là bộ ba iPhone mới với tên gọi bình cũ nhưng mà rượu mới, đó chính là iPhone 10s, iPhone 10s Max và iPhone 10R. Về cơ bản thì bộ ba iPhone mới này sẽ không chỉ là một sản phẩm chiến lược của công ty trong năm nay, mà nó sẽ còn là những chiếc điện thoại chủ lực của Apple cho đến ít nhất là nửa năm sau. Việc ra mắt phiên bản iPhone 10s Max và iPhone 10R cũng là một lời khẳng định chắc nịch rằng Apple đã và đang tiếp tục trong công cuộc phóng to hóa những chiếc điện thoại của mình và sẽ chẳng bao giờ có chiều ngược lại nữa. Một chiếc điện thoại nhỏ gọn đóng mắt táo theo kỳ vọng của nhiều người như là iPhone SE2 sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong một công ty như là Apple. Chúng ta thì đã nói rất là nhiều về cái chết của những sản phẩm nhỏ gọn trong thời gian gần đây, khi mà tỷ lệ 18 chia 9 đã phổ cập cùng với kích thước màn hình bé nhất cũng là khoảng 5.8 inch mà đã có được coi là một màn hình nhỏ, thì sự tồn tại của những thiết bị với màn hình khoảng 5 inch đổ lại đã và đang dần trở thành một khái niệm gì đó của quá khứ rồi. Và đối với Apple thì những chiếc iPhone nhỏ gọn từ trước cho đến nay thường được giới hạn trong hai kích thước là 3.5 inch như là trên các thế hệ của iPhone 4S trở về trước, và 4 inch thì trên các thế hệ của iPhone 5 nè, iPhone 5S, iPhone 5C hay là iPhone SE, và trường hợp thứ 3 là kích thước 4.7 inch trên các thế hệ iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 và iPhone 8 tiêu chuẩn. Nghe thì có vẻ là khiên cưỡng, bởi đối với nhiều người thì đã không còn có thể sử dụng thoải mái bằng một tay nữa. Do đó thì những chiếc iPhone SE vẫn được coi là một sản phẩm nhỏ gọn nhất mà Apple còn bán ra. Tuy nhiên, khi mà xét về tính tồn tại của một sản phẩm, nếu như là một sản phẩm cũ còn được táo khuyết cho phép tồn tại thì nó ít nhất phải được giới thiệu như là một sản phẩm mới, hoặc nếu không thì nó vẫn sẽ được bán trên trang chủ của Apple kể cả sau khi sản phẩm mới ra mắt. Nếu như mà không thuộc cả hai trường hợp trên thì vòng đời của những sản phẩm đó coi như là chấm dứt. iPhone SE chính là một ví dụ cho sự cứu vớt như vậy trong khoảng gần 2 năm trở lại đây. Được ra mắt lần đầu vào mùa hè năm 2016, thì iPhone SE được coi như là một lựa chọn cho một thiết bị có phần cứng cực mạnh, ngang ngửa như là iPhone 6S trước đó nửa năm, nhưng mà có một thiết kế nhỏ gọn đẹp mã như là iPhone 5S. Cho đến năm ngoái thì dù không được làm mới, nhưng nó vẫn tồn tại với một phiên bản được nâng cấp về bộ nhớ và giữ nguyên giá bán, như là một động thái làm mới của Apple để tiếp tục cho những chiếc điện thoại này có lý do nữa để tồn tại. Cho đến đầu năm nay thì không ít các nguồn tin, thậm chí là có những nguồn tin nổi tiếng nhất về độ tin cậy đều đồng loạt đề cập tới sự tồn tại của mẫu điện thoại kế nhiệm iPhone SE với những đặc điểm kỹ thuật như là mặt lưng bằng kính nè, loại bỏ giắc cắm tai nghe 3.5mm và dĩ nhiên là kích thước máy vẫn nhỏ gọn ngang cơ sản phẩm tiền nhiệm. Thậm chí là phiêu hơn khi mà một số nguồn tin còn rò rỉ hình ảnh, video về chiếc điện thoại được gọi là iPhone SE 2 với thiết kế trông như một phiên bản của iPhone 10 thu nhỏ. Tất cả những điều này đều khiến cho không ít những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn tiếp tục ngóng một chiếc điện thoại như vậy xuất hiện. Điều này thì vẫn được bàn tán rất là ồn ào cho đến khi sự kiện iPhone mới ra mắt vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Và để rồi sau tất cả, qua gần 2 tiếng đồng hồ dài lê thê thì Apple đã chính thức dội một gáo nước lạnh vào những người mong chờ chiếc điện thoại iPhone SE mới, hoặc đơn giản là tiếp tục bày bán nó. Bảng giá của iPhone hiện hành đã làm rõ một điều rằng Apple sẽ chỉ giữ lại những mẫu máy cũ như là iPhone 7, iPhone 8 và hai sản phẩm cũ mà họ bán trong nửa đầu năm nay là iPhone 6S và iPhone SE đã chính thức được đưa vào diện bảo tàng. Có lẽ đối với nhiều người thì một chiếc iPhone SE bị loại bỏ vào sự kiện ngày 12 tháng 9 cũng sốc tương tự như là những chiếc iPhone 10.000 đô bị Apple đẩy lùi vào dĩ vãng. iPhone 10 chết là điều tất yếu bởi khoảng giá nghìn đô của nó đã được thay chỗ bằng iPhone 10S. Trong khi đó thì iPhone SE chỉ là một sản phẩm khá là lạc lõng trong giải sản phẩm của Apple, và trên hết thì nó đang rất cần một phiên bản kế nhiệm để thỏa mãn mong muốn của không ít các người dùng. Tuy nhiên thì Apple đã nói chắc chắn rằng không. Lý do chính rất đơn giản, đó là vì lợi nhuận. Với việc tăng giá bán sàn cho thế hệ iPhone 2018 lên tới 1.100 USD, tức là tăng thêm 100 USD trên mẫu iPhone cao cấp nhất, cùng với một thực tế là iPhone 10 đang dần khẳng định về định hình của iPhone nói chung như là một dòng máy chiếu trên hoàn toàn trong thế giới di động, thì sự tồn tại của những chiếc điện thoại chỉ chưa tới 400 đô như là iPhone SE sẽ chẳng những khiến cho Apple ít tiền lãi hơn, mà hơn nữa thì với một công ty chỉ biết đến tiền như họ thì sự thất bại về mặt doanh số của iPhone SE thực sự là một điều khó mà chấp nhận.
Trong một thống kê gần đây về thị phần của các mẫu iPhone trong thời gian gần đây đã nêu lên được một sự thật đáng buồn rằng dù là có giá rẻ bằng 1/3 so với iPhone 10 nhưng mà iPhone SE còn không thể nằm trong top 10 iPhone phổ biến nhất. Đó còn chưa kể tới việc là những chiếc điện thoại này còn không được chào đón ở những thị trường như là Ấn Độ hay là Nam Á. Không khó để thuyết phục người dùng lựa chọn những mẫu điện thoại Android với màn hình lớn hơn, giá rẻ hơn thay vì lựa chọn đẳng cấp bằng một mẫu iPhone SE nhỏ nhắn, không gian trải nghiệm thì chật hẹp, nhất là giá trị sử dụng cũng không được đề cao bằng những mẫu máy khác trong cùng một tầm giá. Tất cả những lý do lẫn thực tế trên đều đã cho thấy rằng đã đến lúc Apple nên cho một sản phẩm hay thậm chí là cả tư duy về sản phẩm giá rẻ, nhỏ gọn như là iPhone SE về với mộ địa. Còn với bản thân công ty của Tim Cook thì việc cho ra mắt thế hệ iPhone 2018 cũng chỉ chứng minh rằng những sản phẩm di động sau này của nhà táo sẽ ngày càng đắt đỏ hơn mà thôi. Nhưng mà vấn đề là với một mặt bằng chung tâm lý người dùng thì có vẻ như thị trường lại thích như vậy. Do đó sau tất cả thì một chiếc máy có tên là iPhone SE 2 chỉ là một thứ không hề tồn tại, một sản phẩm được đúc kết từ trí tưởng tượng qua nhiều tin đồn mà thôi. Và vừa rồi là những chia sẻ của Tech Mắt về những mẫu iPhone SE 2 không hề được tồn tại. Còn các bạn khán giả của Tech Mắt thì sao? Các bạn có những nhận định gì thì chúng ta hãy cùng để lại bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt. Bye bye.